Trạm cứu hộ trái tim, An Nhiên bất ngờ quay trở về, cầu xin bà Sinh tha thứ. Vậy là trước những thủ đoạn, những âm mưu tàn độc, để rồi hôm nay Nhiên đã phải hứng chịu nghiệp quả. Nhiên nằm yên bất tỉnh trên giường bệnh với bốn bức tường, không khí trở nên lạnh lẽo bởi ngoài những tiếng máy rửa tim. Ngồi bên cạnh cô giờ đây chỉ còn mối một mình bé Gôn thì không một ai bên cạnh. Nhìn thấy mẹ nằm yên bất tỉnh trên giường bệnh, Gôn chỉ biết nắm lấy tay mẹ với một mong muốn duy nhất là mẹ sẽ tỉnh lại. Gôn buồn bã nhìn vào chiếc đồng hồ rồi ấn nút gọi cho bà Sinh. Chuông điện thoại reo lên. Gôn hả con có khỏe không? Bà Sinh lên tiếng hỏi. Bà nội ơi, cháu rất khỏe ạ. Nhưng mẹ cháu thì không còn khỏe nữa ạ. Mẹ con bị làm sao? Con nói cho bà nghe nào. Thấy giọng nói của Gôn nghe có vẻ rầu rĩ, bà Sinh hớt hải hỏi. Mẹ cháu đang nằm cấp cứu ở bệnh viện mấy ngày liền rồi, nhưng mẹ cháu vẫn chưa tỉnh lại bà ạ. Gôn vừa nói vừa bật khóc nức nở. Bà Sinh vô cùng hoảng hốt hỏi. Gôn à, con bình tĩnh, nói cho bà biết. Bây giờ cháu và mẹ đang ở đâu, rồi bà sẽ tới ngay. Và rồi sau khi được Gôn báo tin, bà Sinh vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Sinh đau lòng vô cùng. Ôm lấy Gôn lòng đau quặn thắt, thương cho đứa bé tội nghiệp này. Để rồi những ngày sau đó, chính bà Sinh là người đã tận tình chăm sóc, lau chùi vệ sinh cơ thể cho An Nhiên. Rồi mỗi đêm là những lời trăn trở, cầu xin trời Phật phù hộ cho An Nhiên được tỉnh lại. Rồi bà Sinh nắm lấy tay An Nhiên và nói, cô hãy tỉnh lại đi, tôi xin cô đấy, hãy vì thằng bé mà tỉnh lại. Cô có biết là tôi cũng từng căm hận, oán giận cô lắm không? Nhưng oán giận cuối cùng cũng chỉ là làm con người ta khổ sở hơn mà thôi. Cô nói, thằng Gôn nó không có máu mủ gì với tôi, nhưng thật lòng tôi thương nó, xem nó như cháu ruột của mình vậy. Nhưng dù tôi có thương nó gấp vạn lần đi chăng nữa, thì người nó cần nhất lúc này vẫn là cô đấy, cô có biết không? Chính vì vậy nên nhất định cô không được bỏ mặc nó một mình, nghe không? Bà Sinh đau đớn, một tay nắm lấy tay An Nhiên, một tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Để rồi những lời thỉnh cầu của bà Sinh đã được ông trời nghe thấu. Nhiên đã tỉnh lại, khiến bà Sinh mừng rỡ vô cùng. Những ngày Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy bà Sinh tận tụy chăm sóc cho mình, cô mới day dứt ân hận làm sao. Cô tự hỏi, mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, ấy vậy mà bà Sinh vẫn không chút oán giận, còn chăm sóc từng chút cho mình như lúc này. Đôi Nhiên đã khỏe lại, sức khỏe đã bình phục, Nhiên cùng Gôn tìm tới bà Sinh, gửi những lời cảm ơn cũng như nói ra những lời xin lỗi chân thành và cầu xin bà Sinh tha thứ.